Chào Nị, chắc Nị cũng biết, ba là một người rất thích giúp đỡ người khác. Có những chuyện không liên quan đến ba, người cần giúp không quen biết gì ba và người ta cũng không nhờ ba giúp, nhưng mà ba vẫn luôn cố gắng giúp. Đó là cái dễ thương của ba đó. Nhưng còn một cái không dễ thương của ba là gì Nị biết không? Sẽ có lúc người ta không muốn nhận sự giúp đỡ từ ba. Nhiều khi do nếp nghĩ, nếp sống lâu năm như vậy nên người ta không có muốn thay đổi. Mỗi lần vậy, hồi trước ba thường hay buồn bực. Có khi để muốn giúp người khác mà ba to tiếng với người ta với hy vọng là người đó tỉnh ra, mà rốt cuộc người ta không tỉnh mà ngược lại còn giận ba. Đó là một cái không được dễ thương lắm của ba đó nị. Dù cái điều không dễ thương đó xuất phát từ một điều dễ thương, thì sau này mỗi lần nói chuyện với ba, cả ba và cô đều nhận ra là thật ra mình không thể giúp hết tất cả mọi người trên thế giới này được. Mình chỉ có thể đưa ra lời khuyên mà mình nghĩ tốt cho họ thôi. Còn quyết định sau cùng á, vẫn nằm ở họ. Nên những lúc như vậy á, nếu họ không đồng ý thay đổi thì mình chỉ có thể mong họ bình an với con đường họ chọn và không nên buồn bực làm gì cả. Chấp nhận từ bỏ cũng là một bài học phải học cả đời luôn đó nị. Dù á, cô vẫn dạy nị là phải kiên nhẫn, nhưng mà ai rồi cũng sẽ có lúc phải từ bỏ một cái gì đó, đúng không nị? Vậy thì lúc nào buông nè, lúc nào bám trụ nè? Thì về nguyên tắc chung á, thì khi nào mình thấy cái việc mình bám trụ nó không còn mang lại lợi ích gì cho cả mình và cả người khác thì lúc đó mình nên từ bỏ. Nhưng mà thực tế thì cũng tùy hoàn cảnh nữa nha nị. Và dĩ nhiên á, là luôn có trường hợp đặc biệt. Ví dụ như ba vẫn luôn muốn dạy nị thành người đàng hoàng, dù nhiều khi á, nị không muốn nghe ba nói. Và ba cũng chưa bao giờ có ý định từ bỏ điều đó. Vì sao? Vì nị là con của ba, chứ không phải là một người qua đường đâu đâu. Ba thương nị và muốn nị thành người tốt. Chỉ vậy thôi. Nên cô và ba sẽ tiếp tục làm clip gửi nị tiếp. Hy vọng một ngày nị sẽ xem hết được tất cả các clip nha nị. Mong nị thành người đàng hoàng. Bye nị.